Đừng bao giờ tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời. Hoàn toàn sai. Tình yêu và hôn nhân là một phần đời. Một phần đời đầy trắc trở. Đó là một cái trái cây nhìn nó tươi tốt. Nhưng không biết rằng khi ăn vào thì nội tạng của mình thích hợp ra sao. Thì đa số đều là bệnh hoạn hết. Cái số mà đem những cái trái cây đó vào trong cái đời sống của mình á, để nó làm nên cái sức khỏe và sự sáng chói trong cái đời mình đó, ít lắm. Nhưng mà gây tật bệnh là rất nhiều. Cho nên nó phải là một phần đời của chúng ta, chứ nó không thể là tất cả. Những ai nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời thì hãy nhìn xem con người điên loạn này. Vì chúng ta đã sai rồi. Tất cả cuộc đời chúng ta nằm ở đây. Nằm ở cái phần sáng chói này đây. Đó là cái huệ nhãn làm nên cái huệ mạng của chúng ta. Mà chúng ta phải bắt đầu từ cái sự đúng đắn này cho đến cái giá trị về tâm linh này để đi mãi trên một con đường thiện do cái huệ mạng mình sáng chói đây. Đây là tất cả cuộc đời mình. Còn tình yêu và hôn nhân là một phần đời mà thôi. Nó chỉ là một cái loại trái cây đầy hấp dẫn, nhưng nó không phải là tất cả trái cây để cho chúng ta thưởng thức trên cuộc đời này. Khi chúng ta nhầm lẫn, chúng ta phải trả giá. Trả giá này bao nhiêu kiếp? Chúng ta đến bệnh viện tâm thần để tính một cái tỷ lệ những kẻ điên vì tình này bao nhiêu? Và người ta ra đi, trước giờ ra đi, người ta tỉnh lại không? Hay con đường này đã kéo dài vì sự sai lệch của mình? Đừng nói ai ác với mình cả. Chính cái sai lệch đó đã dẫn mình đi. Chứ có nói người ta đánh mình nha, có một roi thôi, một roi chí tử đó, nhưng mình giết mình không những trăm năm mà không biết bao nhiêu kiếp. Tại vì càng nhớ tới thì càng đau, càng nhớ tới thì càng khủng khiếp. Chính cái nhớ tới này này, chính cái này, nó là cái con đường chiêu cảm của các căn đấy. Nó chiêu cảm đó. Nó chiêu cảm ngay trong cái hiện kiếp này. Nó chiêu cảm cái khi mà nó trong cái cận tử, nó bắt ra một cái để nó nối liền với cái tâm tục sinh, nó sẽ tiếp tục những chiêu cảm này. Và đã đi bằng lục căn.